Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Samfun.com. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một vài mẹo hay sử dụng ứng dụng camera mặc định trong chiếc Galaxy của mình. Các mẹo này có thể các bạn chưa biết hoặc biết rồi, nhưng chắc chắn chúng sẽ có ích cho các bạn đấy. Ok, ta bắt đầu thôi. Đầu tiên là nút chụp hình nổi. Khi chụp hình, bình thường các bạn phải với nút chụp ở dưới để thao tác. Việc này nhiều khi bất tiện do nhiều bạn tay nhỏ, với xuống thì hơi vướng. Nhưng giờ bạn có thể ấn nút chụp ở bất kỳ đâu trên màn hình bằng cách giữ nút chụp và di chuyển nó ra màn hình. Như vậy là bạn muốn thao tác vị trí chụp ở đâu cũng được. Nếu các bạn muốn đăng lên Facebook hay Instagram bằng hình GIF thì được luôn. Các bạn vào phần cài đặt máy ảnh, sau đó chọn giữ phím chụp để, rồi chọn tạo ảnh GIF. Xong rồi, giờ thì chúng ta tạo ảnh GIF bằng cách giữ nút chụp khi chụp hình. Bên cạnh đó, các bạn còn có thể tận dụng nút tăng giảm âm lượng để chụp ảnh hoặc zoom cho tiện. Các bạn vào phần cài đặt máy ảnh, rồi chọn phương pháp chụp. Ở đây bạn có thể chọn nút âm lượng để chụp. Hoặc để zoom, tùy ý bạn. Trên iPhone có một tính năng là Live Photo, tức là khi bạn chụp hình thì sẽ thấy một đoạn ảnh động trước. Thì ở điện thoại Samsung cũng làm được. Các bạn vào phần cài đặt máy ảnh, rồi kích hoạt ảnh chuyển động. Vậy là giờ mỗi lần chụp ảnh, máy sẽ tự động lưu một đoạn ảnh động luôn. Các bạn cũng có thể thay đổi thứ tự chế độ máy ảnh nếu các bạn muốn. Ví dụ, bạn hay xài chế độ chụp ảnh đêm hay Instagram thì có thể xếp chúng lại chung với nhau để chọn cho nhanh. Các bạn vào phần cài đặt máy ảnh, rồi chọn chế độ máy ảnh, rồi chọn chế độ sửa. Ở đây bạn nào thích xài cái nào thì thay đổi thứ tự vị trí chúng cho thích hợp. Mong các mẹo trên sẽ hữu ích cho các bạn trong quá trình xài ứng dụng camera. Bạn nào còn biết mẹo nào hay thì comment bên dưới nhé. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.